Hello, xin chào các bạn đã quay lại với Nghe Trader. Và tuần này thì mình sẽ thử nghiệm làm thử một clip nhận định về thị trường crypto. Mình thì không trade crypto, tuy nhiên thì hy vọng là sẽ cung cấp cho các bạn một số góc nhìn khác đi. Bởi vì mỗi người, mỗi hệ thống sẽ cho những quan điểm khác nhau về tình hình thị trường hiện tại. Và hy vọng là góc nhìn của mình sẽ giúp các bạn có thể so sánh với góc nhìn của các bạn và được có thể giao dịch một cách tốt hơn. Như thường lệ thì đây hoàn toàn là những quan điểm cá nhân và không phải là kèo hay lời khuyên đầu tư. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Mình sẽ đi qua về tổng market cap của thị trường này, dominance của BTC và top 10 các cặp crypto trên bảng xếp hạng của CoinMarketCap. Đầu tiên về tổng của vốn hóa thị trường thì các bạn thấy là trong một tuần vừa rồi chúng ta có một sự giảm nhẹ của vốn hóa từ 556 xuống mức hiện tại là 532 tỷ đô la. Hiện tại thì xu thế chính vẫn là xu thế tăng. Chúng ta thấy là nếu mà nhìn đồ thị tuần đấy, từ tháng 3 đến giờ chúng ta có một nhịp tăng cực kỳ mạnh và giá chưa có một nhịp hồi nào đủ nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là khoảng cách đến đỉnh market cap của tháng 1 năm 2018 của chúng ta vẫn còn rất xa mà Bitcoin đã đạt về mức đỉnh cũ năm 2018. Vì vậy một khi mà market cap đạt quay về mức 763 tỷ thì Bitcoin nhiều khả năng sẽ có thể đạt mức hơn 30.000 hoặc là cao hơn. Tuy nhiên thì với tình hình hiện tại thì mình thiên về kịch bản là đô thị này cần phải giảm điều chỉnh trước khi tiếp tục tăng. Và khu vực tiềm năng chúng ta có thể chờ đợi đó là vùng này. Có thể với cặp này thì với vốn hóa thị trường thì chúng ta không chơi, tuy nhiên chúng ta có thể theo dõi và ví dụ như giá về đến đây chúng ta sẽ chờ các tín hiệu để tiếp tục mua vào đối với Bitcoin hoặc là các cặp altcoin khác. Tiếp theo là dominance của BTC, tổng vốn hóa của BTC so với tổng thị trường. Nó thấy là trong một tuần vừa rồi thì chúng ta vẫn đang đi ngang. Và theo đồ trị thì Ichimoku thì chúng ta đang ở trong một đám mây dày. Và từ giờ đến lúc mà có thể thoát được đám mây thì còn mình nghĩ khoảng tầm có thể lên tới nửa tháng nữa. Trước khi đến đây nó có thể bật tăng lên. Và chúng ta có thể canh bài tại đây. Với đường Chiku thì khu vực này là một khu vực rất là dễ dàng để có thể xuyên phá. Trên khoảng cách từ Chiku đến đây cũng còn khoảng từ đường Chiku hiện tại đến vùng mỏng này chúng ta vẫn còn khoảng 6 ngày nữa, một tuần nữa. Hy vọng là một tuần nữa chúng ta sẽ có những tín hiệu rõ ràng hơn cho BTC. Chúng ta có thể vẽ đường Chiku. Chiku có thể sẽ đi xuyên qua đám mây, quay lại test này, xong đi tiếp. Sau đó chúng ta kéo sang bên này. Hình dáng tương tự đối với giá, bởi vì giá chính là Chiku chính là hình ảnh, chính là vị trí hiện tại của giá lùi ngược về đằng sau. Vậy lên đây là cũng có thể là một kịch bản có thể đáng chờ đợi. Từ đây đến điểm mua chúng ta còn khoảng nửa tháng nữa, vẫn còn rất nhiều thời gian. Chúng ta sẽ bắt đầu với top 10 của các cặp crypto. Đầu tiên là Bitcoin. Chúng ta thấy sự tương đồng của đồ thị Bitcoin và đồ thị tổng vốn hóa. Do vậy nên mình mới nói nếu như tổng vốn hóa tiếp tục tăng đến đỉnh của năm 2018 thì Bitcoin khả năng sẽ có thể đạt mức 30.000 hoặc là cao hơn. Hiện tại thì tương tự mình vẫn nhận định là chúng ta nên chờ đợi giá tiếp tục hồi về, có thể đến khoảng vùng khoảng loanh quanh khoảng 16.000. Nó có thể sẽ quay lại test lại
test lại đám mây. Và sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm điểm mua vào. Tương tự thì Chiku cũng sẽ quay về và test lại vùng mây tạo bởi Tenkan và Kijun trước khi bật tăng lên, và chúng ta có thể có một nhịp tăng tiếp theo dành cho Bitcoin. Ở ngắn hạn thì sao? Tại đồ thị 1 giờ hiện tại, xu thế chính của chúng ta đang là xu thế tăng. Tuy nhiên thì tại chúng ta đang gặp một cản tại khu vực 18.500, và chúng ta còn một đỉnh ở đây 18.637. Mình nghĩ là nếu như muốn mua trong ngắn hạn thì có thể chờ giá phá qua vùng 18.640 này, và chờ giá retest lại và có thể canh để mua vào trong ngắn hạn. Tiếp tục là thuận theo xu thế của daily và target, tiềm năng hoàn toàn có thể về đến vùng 19.229. Còn để có thể canh mua vào dài hạn thì mình nghĩ chúng ta cần chờ giá hồi về hoặc là tiếp tục chờ giá phá qua vùng 19.900 này, trước khi chờ đợi tiếp tục chờ giá hồi về và chờ đợi cơ hội để mua lên. Với cặp này thì an toàn nhất chúng ta sẽ chỉ canh để mua vào thôi. Còn hiện tại sell thì để sell được thì mình nghĩ chúng ta nên chờ giá phá qua được vùng đáy này tại 17.500, và chờ tín hiệu để sell, có thể canh chốt lời tại khu vực 16.200 trước khi tại đây tiếp tục chờ để buy lên trong dài hạn. Ok, và chúng ta đã đi nhanh qua top 1, sau đây sẽ đến top 2, Ethereum. Đồ thị cũng khá là tương đồng thôi. Vùng mua chờ đợi vẫn là khu vực này, khoảng 480 đến khoảng 500 là vùng mua tiềm năng. Còn trường hợp mà nó phá qua đây thì hãy coi chừng, có thể sẽ có những mức giá rất là thấp dành cho Ethereum. Hoàn toàn nó có thể sẽ về, nếu phá qua vùng này hoàn toàn có thể sẽ về đến vùng khoảng 440 và sâu hơn khoảng đầu 3. Tuy nhiên thì với tình hình của Bitcoin hiện tại thì rất là khó để ETH có thể giảm sâu như vậy. Mà vùng an toàn chúng ta có thể chờ đợi đó chính là khu vực này, khoảng loanh quanh 500 đến khoảng 480 điểm, chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội mua vào. Về đồ thị ngắn hạn 1 giờ tại thì xu thế của chúng ta thì vẫn đang là tích lũy thôi, chưa rõ ràng xu thế. Một cặp này thì mà mua vào hay bán ra thì cũng đều chưa rõ ràng, nên là mình sẽ chờ đợi. Nếu buộc phải giao dịch thì mình sẽ chờ đợi thêm khi giá phá được vùng 556 này, phá được đỉnh này, và có thể chờ giá quay lại test và tiếp tục mua vào với target đầu tiên là vùng 577. Và khi giá phá được vùng này thì ta có thể chờ đợi các target bên trên. Có thể nó sẽ quay về đỉnh cũ đỉnh cũ tại 635. Tuy nhiên thì mình thiên về khả năng là nó sẽ có tăng thì cũng không thể tăng mạnh được, mà sẽ loanh quanh tại khu vực này. Có thể chúng ta phải chờ đợi đến cuối tháng này thì mới có một nhịp tăng mạnh tiếp theo dành cho Ethereum. Tiếp theo là top 3, XRP. Chúng ta thấy là xu thế chính của daily đang là xu thế tăng, một nhịp tăng cực kỳ mạnh từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 11, chúng ta có 64% từ 0,26 mà tăng lên tận 0,77, tức là ai mà mua được tại giá 0, hơn x2 rồi. Hiện tại thì tương tự thì giá cũng đang điều chỉnh tại đây, và trên daily thì chúng ta chưa tìm được cơ hội rõ ràng mua bán. Điểm mua đẹp nhất chúng ta đang tại khu vực này cơ, hiện tại thì chưa. Tại thì mình chờ đợi giá tiếp tục điều chỉnh ở đây, và có thể nếu như chúng ta có thấy một cái nến xung lượng tăng mạnh và phá lên trên Kijun thì chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội để mua vào. Tại đồ thị 1 giờ thì hiện tại thì xu thế đang là xu thế giảm. Tuy nhiên thì xung lượng giảm đang là không mạnh, nó đang loanh quanh tại khu vực Kijun của 1 giờ.
Tầm này thì mình nghĩ là mình sẽ chờ đợi thêm. Có thể mình sẽ chờ đợi một cây nến tăng của daily, chúng ta sẽ có một nhịp tăng qua đến vùng mây này. Sau đó chúng ta sẽ chờ giá hồi về và canh bay. Đó là XRP, Litecoin. Litecoin thì cũng đang trong một xu thế tăng, tuy nhiên thì đồ thị hiện tại không ủng hộ việc tăng cho lắm. Bởi vì giá đã tiếp tục là phá xuống khỏi đường kỳ run. Điểm chờ mua đẹp thì có thể xem xét là vùng này, tương tự với Bitcoin thôi. Khoảng 65 đến 70. Tương tự thì với cặp này thì nếu giá tiếp tục loanh quanh tại đây, chúng ta sẽ có điểm ở vùng này để xem xét này. Đó là vùng Kijun. Giá tiếp tục loanh quanh tại đây thì chúng ta sẽ chờ giá phá lên khỏi đường Kijun với một dung lượng tốt này. Sau đó mình sẽ chờ tín hiệu mua tại H1. Đó là cách giao dịch của mình. Tất nhiên là mỗi người sẽ có những nhận định khác nhau về một đồ thị tại một thời điểm nhất định. Tiếp theo là Bitcoin Cash. Bitcoin Cash thì đấy là từ khi nó phá lên này, từ tháng 20/11 này, gần như ngay lập tức cắm xuống test lại mây này. Đi từ 367 một phát xuống 250, giảm gần một nửa, sau đó đi lên, không thể vượt lên được khỏi cái run và tiếp tục loanh quanh tại đây. Đồ thị này sẽ tương đối xấu nếu như giá phá qua được vùng, phá qua vùng 233 này, thì chúng ta hoàn toàn có thể sẽ có mức giá 200 đối với cặp này. Còn để mua vào đối với cặp này thì hiện tại mình chưa thấy điểm mua và còn rất xa. Tại đồ thị nhỏ hơn thì chỗ này có thể chờ đợi để có một nhịp mua vào cho ngắn hạn này. Tuy nhiên thì mua vào thì cũng hơi mạo hiểm. Ở đây nếu như giá quay về test lại vùng Kijun này, sau đó đóng cửa bên trên Kijun, đồng thời đường Chiku cũng đóng cửa lên bên trên mây, thì chúng ta có thể canh để buy. Tuy nhiên thì target đầu tiên của chúng ta chỉ là vùng 272 mà thôi. Target khá là ngắn. Còn để an toàn hơn thì chúng ta nên chờ giá phá lên khỏi vùng này, đồng thời là phá được cái đỉnh tại 271 này, thì chúng ta có thể canh để có nhịp mua vào với target khoảng tầm 290. Đó là Bitcoin Cash. Tiếp theo là Link. Trên Link, đồng này thì mình cũng vừa thêm vào đồ thị thì mình cũng ít, rất là ít phân tích. Chainlink hiện tại xu thế của Chainlink tại daily là chưa rõ ràng này. Cặp này chúng ta thấy là đợt tăng vừa rồi tăng rất là yếu, thì lên một chút, thậm chí là không phá được những cái đỉnh tạo từ tháng 8 này. Sau đó tiếp tục loanh quanh tại đây và là giá đang trong xu thế tích lũy. Mình nghĩ với những đô thị như này thì sẽ có tiềm năng tăng mạnh hơn những cặp đã tăng mạnh như là XRP. Với đô thị này thì hiện tại chúng ta cần chờ đợi thêm thông tin thôi. Ít nhất chúng ta cần chờ giá tăng và phá được đường Kijun. Kijun thì sẽ tiếp tục đi ngang trong vòng 6 ngày tới. Cho nên nó sẽ tiếp tục đi ngang như thế này. Và để có điểm mua thì với mình cần chờ nó phá được cái zone, sau đó có thể câu điểm retest lại, và đây chính là khu vực chúng ta chờ mua. Đây cũng là một cặp mà tương đối là tiềm năng trong vòng một tuần tới. Tiếp theo là ADA, Cardano. Cặp này thì xu thế chính là xu thế tăng. Đồ thị thì cũng khá là tương đồng đối với các cặp khác. Tuy nhiên thì cặp này đang có một đồ thị tương đối là tốt. Nếu như chỗ này chúng ta
hết ngày hôm nay mà chúng ta có một cây nến tăng tốt và đóng cửa trên cả Tenkan lẫn cây Jun thì chúng ta có thể nghĩ đến kịch bản tiếp tục mua lên dành cho cặp này. Tại H1 thì xu thế chính của chúng ta vẫn là xu thế tăng này. Chúng ta với cặp này thì mình có thể chờ giá hồi về Kijun. Kijun thì hiện tại đang sẽ tiếp tục đi ngang và sẽ đi lên vào 9 tiếng nữa, tức là khoảng đêm nay Kijun sẽ có thể đi lên vùng này, ở đây có thể là một điểm để buy. Để giá sẽ phá lên sau đó quay lại test cái run sau đó. Vào ngày mai chúng ta có thể có lệnh này. Tôi thấy là đây chính là thời điểm đóng nến ngày mai này. Đóng nến của daily, và nếu daily đóng nến như này thì nó hoàn có thể cho đợi một nhịp bay lên dành cho ADA. Ô, cặp này này. Cặp gì mình không biết, dot và USDT. Thì chúng ta thấy khá là tương đồng với cặp Link này. Đồ thị khá là tương đồng. Chắc hai thằng này anh em sinh đôi với nhau. Cặp này thì đồ thị mình thấy là khá là xấu ấy. Thì chỗ này mây khá là mỏng, nó có thể xuyên qua được. Tuy nhiên thì Chiku thì đang được hỗ trợ bởi mây dày, nên là khả năng xuống ngay thì cũng rất là khó. Và nữa thì cả thị trường đang đi lên. Tại vậy nên là cũng rất là khó để cặp này có thể xuống được. Và tương tự thì cặp này để mua vào thì mình cần nó phá lên cái Jun, sau đó test lại và đi lên. Đâu đấy phải tầm ít nhất là khoảng cuối tháng này thì mình nghĩ đến việc buy đối với cặp này. Tiếp theo là Binance Coin. Cho thấy là sau khi Binance Coin tăng lên tạo đỉnh tại mức giá 35 này, gần đến mức 39. Mình xem mức cao nhất của nó là đã mức 39, như vậy nó lên đến mức 35. Sau đó quay đầu, nó thấy là tại đồ thị tuần thì Binance Coin vẫn trong một đợt tăng giá rất là mạnh, và mình thấy điểm mua tại 25 này là một điểm chờ có thể buy. Nếu anh muốn hold lâu dài đối cặp này thì vùng 25 là một vùng rất là đẹp để buy. Cái target khoảng 440 về đỉnh cũ năm 2019. Vì thế nên là ngắn hạn thì nếu ai chơi merchant thì có thể canh để sell. Chiku thì cũng đang được hỗ trợ bởi mây, tuy nhiên thì khoảng cách Chiku từ đây đến vùng 25 thì vẫn còn tương đối. Thế vậy nên là hoàn toàn có thể nó sẽ có một nhịp giảm về đến vùng 25.6 này. Và đây hoàn toàn có thể là một cơ hội để buy lên trong dài hạn. Bởi vì weekly chúng ta đang ở xu thế tăng. Mặc dù daily thì giá phá mây xuống ấy, tuy nhiên thì Kijun vẫn ở trên mây này. Và Chiku thì được hỗ trợ bởi mây dày, nên là rất là khó để có thể giảm ngay được. Với đồ thị H1, chúng ta thấy là giá đang ở trên mây ấy, và có thể sẽ có một nhịp tăng nhẹ. Tuy nhiên chúng ta cần chờ đợi giá ít nhất phá được vùng này 28 này để có thể canh mua vào trong ngắn hạn. Tuy nhiên thì an toàn nhất chúng ta nên chờ daily có một về chạm vùng hỗ trợ, hoặc là có một xung lượng tăng mạnh trước khi vào lệnh tại H1 trong những điều kiện như thế này. Còn 1 phút và XLM top 11, và mình không cho USDT bởi vì USDT thì mình không biết phân tích cái gì. Stella này thì tương tự, nó đi khá là giống với XRP. Nó cũng đang có một cây nến ngày như này là tương đối đẹp. Nếu như daily có thể đóng nến mạnh và đóng cửa trên Tenkan và Kijun, đồng thời chỗ này giá phá là vùng này
Chiku cũng phá được vùng mây mỏng này này. Ta có thể chờ đợi để mua vào. Ok, vậy là hết giờ rồi. Và đây là chương trình một vòng crypto số đầu tiên. Hy vọng là có thể tiếp tục thực hiện các số tiếp theo trong tương lai nếu như mình có đủ thời gian. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn đã theo dõi Nghề Trader trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.